Yo yo anh em, welcome back to my channel anh em. Gặp lại anh em sau cái chữ thua này thôi vậy. Bye bye anh em. A few moments later. Yo anh em, đây là mình sau chuỗi thua. Có hai bạn như thế kia. Mình làm trận pháo thủ cho nó bất ngờ không nhỉ? Sợ bất ngờ quá nhỉ. Đồ trận này cũng không phải quá đẹp đẽ gì nên là đang suy nghĩ xem đang đánh gì đấy anh em ơi. Xem ra đồ gì nữa nhé. Là đồ gì đã. I got light, I got white, what you want? Thương. Alibi. Liam và cái kia chẳng hạn đánh cung đồ không quá đẹp không quá xấu thường thường hơi xấu á con heo này khá tín này pháo thủ này lấy thêm này không có Noma nữa nhỉ không có bốn cung không có Noma không có bốn cung không có gì. Đó là không biết chọn gì mà đánh Phoenix thực ra cầm đồ khá là tín anh em ơi, cho Phoenix cầm đồ cũng được. Mặc dù nó không quá khỏe đầu game đâu nhưng mà test thử xem sao anh em. Phoenix. Ra Phoenix 1 hơi yếu. Phoenix 2 may ra còn gây ra. Phoenix 1 hơi lọc. Ngoài ra con vật heo cũng khá là tín trận này được nếu mà cái này còn chưa ulti được phát nào thì anh em mới yếu á. Chắc cho Van Heel. Nhưng mà mày ra carry được. Truy hồn nhá. Cái đánh cung thôi. Do này anh em ơi. Mình cho 2 AT cũng được ta. Bán thần này có cần không nhỉ? Không cần đúng không? Không cần, mong PC. Thú chẳng thôi nhá, mình cung luôn. Cung đỡ đòn luôn anh em. Bán thần mình vừa bán kia xong. Anh em này vừa trả lời tin nhắn khác. Hayate khá là carry cho Hayate cầm tạm đồ đã trong lúc mình chưa có gì. Mình nhớ là một bạn cầm thương. Bạn kia cầm thương bên này, hai bên cầm thương bên này, thương bắt tay giữa. Này đi, xong rồi này đi. Thế này thôi anh em. Thực ra kể ra ba thượng hơi nhiều ấy. Đấy bạn bật đáy giữa bạn bị bắt rồi. Thì để ý mấy bạn đáy còn lại thôi. Voi đi khá sớm này, hai tên mong xế được một phát không? Còn liềm nữa anh em ơi, cố lên.
thêm bạn nữa, hai bạn được. Đồ này mình chỉ cầm cự thôi em ơi, chứ chả làm gì được. Cần cái trận này sẽ được sang cái này. Một thương bắt bên này anh em ơi, hai thương hai bên rồi, buồn lắm. Hai thương hai bên. À, được thêm một cái giáp bổ mận. Lo 2 khá tín này. Panic 2, Adduin. Thêm một bạn nữa, mình thêm một ID này nhá. Xong chắc mình phải xếp lại một vài tướng. Xếp điều gì nhỉ? Này. Thêm con này đã được sĩ ở đây nữa. Panic, Panic khá tín. T Panic PC chắc bọc tạm. Chúng tạm mà 4 cung 3 Noma nãy nhá. Lúc còn đang đội hình chưa có gì lắm. Hai liềm. Ván heo cũng carry được. Ván heo cũng carry được. Cho con heo đổ một chút cho nó carry đi. AT mình nghĩ hay cho Phoenix nhỉ. Phoenix cũng khá tín. Phoenix cảm giác đánh thường nhiều hơn, ra đam nhiều hơn. Do đứng đây đi, thương đáy đi. Đáy gọi một con Amelie sang bên này. Amelie sang bên này thì bắt 2 AT. Bắt 2 AT đi. Do tại do này John 1 vẫn đang chưa tín lắm đâu nhé. Van heo sẽ tín hơn, mình kích được thêm pháo thủ nữa. Thu tiếp được nhỉ, chuỗi thu 2 rồi, ngắt chuỗi được. Phát 9 luôn anh em ơi, lên 9 được nó. Nếu nó cũng teo thôi, teo trên đường đi lấy. Đồ này không nghĩ là đánh gì khác mà đánh cung luôn. Không có đồ thủ, có giáp bổ mệnh, giáp bổ mệnh vẫn đánh cung được. Yon à, Panic đi. Panic cảm giác carry không ngon lắm nhỉ. Sao hồi xưa mình thấy cái Panic này carry ok. Tao cứ đi tưởng nó một chút nữa nhé. Panic một chút nữa phải ulti được cơ, Phoenix này không có không ulti được. Tốc đánh không có tốc đánh. Tê. Thương bên này, thương đáy à. Đấy, Phoenix để nó bị bế lên trên hay là sao đấy, khi nó ulti dễ hơn anh em ơi. Nghĩ là thế. Kẹp thêm con floor 2 cầm máu cũng khá ok nữa. Ok nữa. Yon 2 bắt đầu cầm đồ rồi nè em ơi. Hai tay khá carry này, mình sẽ để đồ cho ấy tiếp nhé. Hai tay carry phết đấy mình dùng. Hai tay văn heo nhỉ, hai tay đi. Này chờ con teo thôi. Đấy bên kia. Tụi lên nhau.
con chết Nagot này. I got black, I got white, what you want? Con nó đang mong xem đồ. Chơi xe neo nhỉ? Red không có một đại. Con này sẽ bắn ra nhiều đam vật lý nữa nên là mình cho nó cái liềm đi. Còn cái này thì sấy được thì sẽ cho 2T. Cầm thái, hỗn mang. Chỉ cho floor cũng được nhỉ. Floor cũng carry. Sau rồi cho floor nhé. Carry tốt phết. Có ngọc đại mình sẽ giữ con Crab này lại nhé, không thì thôi. Nếu cần. Rồi. Vàng. Chưa có anh em ơi, chưa có cái con mình cần. Ờ, chưa bố thợ săn quỷ nữa, ơi quên. Nhớ bố thợ săn quỷ anh em ơi. À, đồ này à. Cho văn heo thôi, chí mạng cho văn heo. Thế mình cũng muốn kích con pháo thủ một chút nhỉ, cho nó bắn chí mạng một tí nhỉ. Không, lúc mà chưa có teo. Cũng có ngọc đại mua về đã, đề phòng. Đề phòng anh em ơi. Phoenix. Lúc này Phoenix cần mấy tích Phoenix hơn nhá. Xenel đứng lừa lừa một tí đi. Xenel ulti được rồi. Trận này không, gần như không có mana luôn này. Chơi cung chơi thú quá hợp. Chơi cung hợp nhất này. Cái gì hợp hơn cung. Cót này chui vào cái đáy à? Được. Chấp nhận được. Con cát xuống đây à? Sấy. Choáng lắm, đúng rồi. Ôi, nộ quá đẹp thế. Ăn thua nhưng mà team mình Red 2 nộ được mà khó. Ngọc đại không? Ngọc đại không? Gaia mình không cần lắm đâu. Pháo thủ cũng ngon nhá. Thôi, lấy sách chiều hồn tiếp đi. Hay kết được. Kết, uống cho floor sống một tí. Cái này bọc. Mình cần con teo anh em ơi, hay là roll ra teo luôn nhỉ? Tại vì mình bị thừa tướng quá ta. Tìm rôn con teo trước đi anh em ơi. Thiếu bọn thợ săn quỷ. Theo bắn đau không? Theo bắn đau mình bằng văn heo à? Thế thôi, cho đồ cho teo nhé. Cho đồ cho teo dần. Mình cần con thợ săn quỷ mà mình cứ quên chưa mua. Quỷ. Đây bạn này đi rồi, bạn nào mình sẽ có thêm thợ săn quỷ cho mình. Và thợ săn quỷ cũng chả ai tranh đâu. Các này thì có người tranh đấy, cùng chiến à. Cái cùng chiến ngon.
Quy si à? Cái cuồng chiến ngon anh em ơi. Cho nó cái cuồng chiến được trong lúc mình chưa thấy con kia. Con thê này bổ phải đau thế. Bổ quá không sống nổi luôn ấy. Bổ bằng đau thật. Cuồng chiến thôi, cứ để cuồng chiến một chút nhé. Cháu mình chưa thấy con thật xong quỷ còn lại. Phát rôn. Khả năng là tìm luôn đi anh em ơi. Thôi cho nó đỡ đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm mộng. Hãy quên mua chứ không phải là không mua đâu. Thợ săn quỷ trông nó trâu trâu hơn một tí em. Tao bắn đau thế. Đồ chí mạng này không mà bắn gớm người phết nhỉ. Kết. Đau đây, đau đớn đấy. Cần bạn Richter luôn. Chưa cần luôn nhưng mà cũng sắp cần theo người thôi. Chắc bán hai bạn này đi. Ba bạn này. Thương bắt thấy kia. Thương bắt thấy kia nốt. Thế nó sẽ bổ về góc nào nhỉ? Bổ về góc nào nhiều tướng nhất là hay thế nào nhỉ? Nhưng quả rồi nó bổ một phát cả team cung thủ mình đi hết thì đánh nhau cái gì nữa? Nhiều ghê. Có một cái thương này. Có một cái thương này à, không, không, không. Cho Phoenix cu đi. À, thêm đồ tốc đánh cho Phoenix đi. Này, cho Yon đồ này cũng ngon. Đưa tên. I got black, I got white, what you want. Bắt con teo này. Senel trả được cái việc gì anh em ơi, trả được cái tác dụng gì con Senel kia, rốt quá. Cái này mình không có ti được luôn. Khó nhỉ. Đồ khó nhỉ. Cung cái thương này ra cũng không phải quá ngon cho cái đội mình. Không cần thương lắm. Sách thánh đi, cần một cái sách thánh đi. Sao mình lên nhé, 30 máu cố gắng nốt vòng này đi. Video trên mình vừa gặp rồi. Cái thế gặp đúng các bạn mình không cần gặp. Vẫn đổi góc này tiếp nhé cho con rồng kia. Và mình bắt được con Von Cat này nhé cho nó đỡ bị. Von Cat nó đỡ nhảy xuống em ơi. Von Cat để xuống hơi điên. À, bạn này bên tố thì cũng không quá sợ. Bắt Von Cat của mình. Bên tố không quá lo đâu em ơi. Thằng pha thòng mình lên thêm tặng QC đã trong lúc chơi Richter. Nó cần gấp thì mình sẽ bán ông hai này đi, mình nghĩ không cần. Đi luôn trời này đi không? Đi rồi.
ba bạn top 3 anh em ơi, top 3. Top 3. Tổ này. Ngon nhất là Giao Richter luôn anh em ơi. Richter luôn thì cho này ra đây, thương này cho Richter, câm lặng Richter luôn. Thứ hai đồ câm lặng không cần thiết lắm, câm lặng cho con Phoenix tiếp được, hay kết cho Richter được nhé, Richter xuống đốt cũng ngon. Và cái đồ tốc đánh này ném lại cho con Teo được, cát lên trên, Richter xuống, cái này không cần lên, bán đi thêm tiền. Tầm này khá là khỏe rồi, là khá là khỏe rồi. Sói đơn độc thằng bạn kia, mình sẽ gặp bạn sói đơn độc. Cần bán Aero nữa nhỉ, nếu có mua lại được ta hơi tiếc thôi, mình bán. Còn sau nữa mình sẽ bán hai bạn này đi, thêm lý tiền. Lý tiền mua Yon 3, Yon này không ai lấy cả. Teo khá nhiều teo này. Mình không thích teo lắm anh em ơi. Không thích lắm. Đâu, sói đang độc đâu. Thương đây, con cát đây. Thương thổi góc này. Rồng truy hồn đâu, xong do rồng truy hồn nào ta. Này, con cát này sẽ bị đẩy sang bên ngoài thôi, không sợ đâu. Hay là nó sẽ nhảy vào góc của con Yon nhỉ. À, nhảy vào góc con Yon nè. Ăn choáng này bạn. Góc con Yon nè. Ăn choáng này góc con Yon của tôi. Ở này có một cái thương này mình cũng không cho đáy được. Con cắt sát thủ cũng khá nguy hiểm. Nên là mình phải đẩy con Hayate ra một ô nữa. Để cho con cắt nó nhảy sang giữa anh em ơi. Khổ thế chứ lại. Mình cần con đấy ra giữa. Hay mình đẩy sừ con Yon ra góc luôn nhỉ. Ném sừ con Yon sang bên nhà bên kia cho nó chơi. Chơi hơi đường mạng em. Hách não tướng địch đấy, hách não địch đấy. Thêm một con thì mình thêm con Greasy nhé. Cho Teo mình bắn luôn rồi, cho Teo bắn ngang. Hai von cát. Ghét nhờ. Chết rồi anh em ơi, chạy đâu cũng khó. Hai von cát thì chạy đâu cũng khó. Luôn đánh bên này, von cát bên kia. Con cát, một con cát sát thủ, một con cát ấy à? Khó nhờ. Khó nghĩ nhờ. Chẳng có quy nữa. Quy chưa có đồ gì. Chưa đồ gì, quy tầm ngọc đại, quy thừa là ok. Thêm sót tướng không? Thêm sót tướng, thêm Chrissy nữa. Xì cái này. Từ xì đây. À, thực ra cái ghế này nên ném cho con khác đi. Mình sẽ bán đấy. Hạ này bán đi này. Mua thêm Richter, mua thêm Queen. Thêm okay. Richter này. Thêm Queen em. Nhưng mà nhất quyết vậy không ra đâu, mình con quy rồi, thương đấy này, con cắt sát thủ này cơ. Khả năng là nó sẽ vẫn đẩy vào góc này rồi anh em. Sẽ vẫn còn Yon, con cắt này nó sẽ vẫn chui vào góc mình rồi. Không chạy được. Hách não thì mình có thể bị hách não ngược lại nên là mình cũng không dám này. Cứ để cái này cho Yon sấy đi, xong rồi Yon sống lại đi. Không, không ổn này. Không chạy được anh em ơi, bởi vì chạy sang bên kia thì Yon sẽ bị cũng gặp con cắt này, cũng gặp một con cắt khác. Nó chạy nhở, em một sát thủ một ấy không, con Yon không biết chạy đâu được mà Yon thì Yon 2. Quy thì không có. Nói khó vào đấy, vào đấy mình chạy ra bên kia khả năng sống sót cao hơn, vì con Von Cat đấy nó sẽ chém con Von Cat bên kia nhưng không chém con Yon mình. Khả năng sống sót sẽ cao hơn nhưng mà đứng bên kia thì con rồng ngọc đại truy hồn nó sẽ thổi thẳng vào bên Yon với cả bên Von Cat mình luôn.
Yon giữa à? Yon giữa để hai gác à? Cũng hơi khó em. Mình đến kết thúc rồi, em thích tiếp trên hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.